Chào các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm sạch các dụng cụ hay là tay. Tay mình hôm qua làm nghệ thì nó cũng dính một chút, mình thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sạch tay cũng như là dụng cụ có dính đến nghệ. Thì nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị thì gồm có, thứ nhất đó là dụng cụ hoặc là tay của các bạn, đúng không ạ? Thứ hai đó là bột giặt là Omo nhá. Sau đó thì chúng ta bắt đầu thôi, rất đơn giản. Khi chúng ta sử dụng bột giặt Omo thì các bạn nhìn thấy này, nó chuyển sang màu đỏ như thế này. Các bạn chỉ cần cọ một lúc thôi là nó sẽ sạch hết vết nghệ bám ở đây. Nếu sau khi làm xong mà các bạn không vệ sinh dụng cụ làm cũng như là tay chân thì màu sẽ rất là xấu. Không những thế mà dụng cụ sẽ còn nhanh hỏng, nhanh cùn nữa. Xong để được anh mình co lên đây, sau khi các bạn cọ thì nó sẽ ra màu như thế này. Và đây chúng ta sẽ xả lại với nước. Đây, và đây là thành quả đã xong rồi, thì nó sạch được một phần nào thôi, bởi vì ở trong cái chỗ này thì mình không cọ được, nhưng về cơ bản thì nó đã trở về nguyên hiện trạng giống như trước khi mình bắt đầu xay nghệ. Thì chúc các bạn sẽ thành công và hãy đăng ký nhé để xem được những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.